Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay bên Tuyền về rất là nhiều các dòng xe 7 chỗ mà phải nói là rất là hot, giá thì nó lại mềm mà lại cực kỳ lướt nữa các anh chị. Hôm nay bên Tuyền về được hai chiếc 7 chỗ của Suzuki là XL7 đời 2020 hết. Nhưng mà Tuyền đã nhận cọc được một chiếc màu nâu bên kia rồi các anh chị. Chiếc đó bên Tuyền mới về, Tuyền chưa quay video cho mọi người thì đã có khách chờ sẵn, khi mà Tuyền báo là khách lên khách đặt cọc liền các anh chị. Thì Tuyền còn lại chiếc màu trắng này ha. Rồi Tuyền về thêm là Etiga nữa, Etiga đời 2019 nữa các anh chị, và một số như là Outlander nữa. Thì sẵn đây Tuyền sẽ cập nhật lại cho tất cả các anh chị và các bạn những cái xe 7 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tuyền cho các anh chị nhà mình dễ tham khảo và lựa chọn hơn nha. Rồi bắt đầu mình sẽ đi vào chiếc này nha các anh chị nha. Etiga phiên bản số tự động đời 2019 mới đi có 24.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 448 triệu ha. Thì bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước ha. Vì đây là video tổng hợp á, cho nên là Tuyền không có đi vào chi tiết xe nhiều nha. Tuyền chỉ đi tổng thể về cái xe thôi. Nếu mà các anh chị nào muốn biết quan tâm về từng chiếc xe nào bên Tuyền á thì liên hệ với Tuyền đi. Tuyền sẽ gửi một cái video chi tiết xe cho các anh chị nhà mình xem ha. Một tí nữa có thời gian là Tuyền sẽ quay video chi tiết xe những cái xe mới về hết luôn, để cho các anh chị biết được chất xe nó như thế nào nha. Rồi xe này thì được trang bị ghế da với tông màu xám các anh chị. Trần thì trần 5D ha. Sàn thì sàn simili các anh chị, sàn simili có màn hình cho mình nè, camera hành trình nữa các anh chị đó. Các anh chị nào mà mua xe này về thì sử dụng ngay thôi chứ không cần trang bị thêm gì hết đó các anh chị. Thì thấy là trang bị khá là đầy đủ rồi đó, cũng có dán phim, cũng có viền che mưa nha. Xe này 5 vỏ đều là 5 vỏ zin theo xe hết nha các anh chị nha. Đó, nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì liên hệ cho Tuyền qua số điện thoại bên dưới ha. Thì xe này Tuyền có hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng luôn. Xe bên Tuyền là đời từ 2016, 2017 trở lên thì mình vay được tầm khoảng 70% dựa vào định giá của ngân hàng ha. Nhưng mà hiện tại ở thời điểm này thì những các anh chị mà ở tỉnh xa thì Tuyền chưa có thể hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng được. Tuyền chỉ nhận các anh chị ở hộ khẩu lân cận Sài Gòn mình thôi, như là Bình Dương, Đồng Nai, Long An và thành phố Hồ Chí Minh mình thôi. Còn nếu mà các anh chị ở tỉnh xa thì thông cảm giúp Tuyền nhé. Rồi mình qua chiếc kế bên. Đây, XL7 đời 2020 mới đi có 35.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 540 triệu. Mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe nha. Xe này thì được sở hữu nước sơn là màu trắng hai các anh chị ha, mang biển số 67. Đó. Nước sơn thì thấy cũng rất là liền lạc nè, cũng không có bị trầy xước gì nhiều hết các anh chị. Rồi, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe này thì tầm khoảng 6 lít rưỡi cho tới 7 lít các anh chị ha. 6 lít rưỡi cho tới 7 lít. Rồi, anh chị nhìn sơ phần nội thất giùm Tuyền nha. Ghế thì ghế da, chắc da thì thấy còn rất là mới luôn. Đó, tông màu đen và màu đen và màu da ha các anh chị ha. Trần thì đã được bọc trần cho mình rồi nè. Sàn thì sàn simili luôn các anh chị. Sàn thì sàn simili thôi. Cũng có dán phim, cũng có viền che mưa ha. Đó, có trang bị cho mình một cái màn hình nè. Đó, nẹp bước rồi đầy đủ nha các anh chị. Rồi, bây giờ các anh chị nào mà mình đang cần tìm mua những cái chiếc xe mà 7 chỗ, giá thì nó mềm mềm lanh hoanh 450 cho tới 500 triệu nè, thì mà đời cao cao tí xíu thì không thể bỏ lỡ hai chiếc này nha các anh chị nha. Rồi, chiếc màu nâu bên đây thì chiếc này là cực kỳ lướt luôn, mới đi 10.000 hả. Thì khách Tuyền vừa lên xem xe thì đã chốt luôn rồi. Rồi bây giờ mình đi tiếp ra phía sau nha các anh chị nha. Rồi, Eco này bên Tuyền cũng mới về nè, tí nữa có thời gian thì sẽ quay cho mọi người luôn ha. Còn đây là video về 7 chỗ nên là Tuyền không có quay chiếc này nha. Rồi thì đây là chiếc xe 7 chỗ của Toyota Innova phiên bản 2.0G số tự động đời 2019 các anh chị. Xe này thì đi 10.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 688 triệu. Thì xe này được sở hữu nước sơn là màu xám đậm nha các anh chị nha, chứ không phải màu đen nha. Rồi các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền ha. Có nhiều anh hỏi màu này màu gì mà nhìn nó lạ lạ, nhưng mà màu này là màu xám đậm, rất là đẹp các anh chị. Rất là đẹp, rất là sang luôn á. Sạch. Rồi, xe thì được trang bị ghế da. Ghế da với tông màu nâu và màu nâu và màu đen ha các anh chị ha. Trần thì trần nguyên bản, sàn thì sàn simili này các anh chị. Ở phía trên trần á thì có đèn trần nữa các anh chị. Đó. Đèn led ha. Rồi, nhìn sơ về phần nội thất phía này giùm Tuyền luôn.
Đó, có màn hình nữa. Các anh chị nào là tín đồ của Innova thì không thể bỏ lỡ chiếc này nha. Hôm bữa Tiền có một chiếc đời 2019 mà mới đi 1.000 á, thì chiếc đó Tiền đã bán rồi. Bán rồi nên là giờ Tiền còn chiếc này. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì mình tranh thủ nha. Mấy cái xe mà hot hot như thế này bên Tiền về thì bán rất là nhanh. Cho nên là nếu mà các anh chị nào mà mình thích á thì mình tranh thủ mình sở hữu nha. Chứ còn mà lên xem còn chần chừ suy nghĩ thêm 1-2 hôm nữa thì khi quay lại thì bên Tiền đã bán mất ha các anh chị ha. Thì hiện tại đang trong mùa dịch này, cũng có thể là các anh chị ở tỉnh xa mình không có thể lên Sài Gòn mình xem xe trực tiếp liền được á, thì bên Tiền có hỗ trợ các anh chị là mua xe online và hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn. Nếu như các anh chị đã thích một trong những chiếc xe nào đó bên Tiền rồi thì có thể là xem qua một cái video chi tiết xe bên Tiền nè, anh chị em mình sẽ thỏa thuận ha. Sau đó các anh chị sẽ đặt cọc trước cho bên Tiền tầm khoảng 20 triệu thôi. Tiền sẽ vận chuyển cái xe này về tới tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe nha. Nếu đúng những gì bên Tiền cam kết, đúng những gì bên Tiền làm video thì lúc đó mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Và Tiền sẽ hỗ trợ các anh chị là ký hợp đồng ủy quyền hoặc là hợp đồng mua bán tại gần nhà các anh chị luôn. Cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi bây giờ mình đi tiếp ra phía sau ha. Đây, chiếc xe này khách Tiền làm ngân hàng không được cho nên là hôm nay Tiền bán tiếp nè các anh chị. Kia Sedona máy xăng bản full đời 2016 nhưng mà đăng ký là 2017 nha. Chiếc này thì Tiền không nhớ odo tầm khoảng nhiêu nữa. Thì tí nữa xe đồng hồ ha. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 725 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Sedona thì quá quen thuộc với các anh chị nhà mình rồi đúng không ạ? Xe này thì biển Sài Gòn nha. Biển Sài Gòn các anh chị. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 2 năm 2022. Đó. Rồi các anh chị nhìn sơ phần nội thất chút Tiền ha. Đó. Có trang bị cho mình màn hình. Rồi vì không gian hơi chật á cho nên là các anh chị nhà mình thông cảm nha. Xe này thì Tiền cũng quay một cái video chi tiết xe riêng rồi. Nếu mà các anh chị nào mà mình thích chiếc này thì liên hệ Tiền đi, Tiền sẽ gửi một cái video chi tiết xe cho các anh chị nhà mình xem luôn ha. Rồi chiếc này đi, chiếc này thuộc 9 chỗ nhưng mà Tiền nói sơ cho mọi người luôn. Hyundai Starlet máy dầu số sàn đời 2016. Xe này là 9 chỗ nhưng mà đã độ lên còn 6 chỗ ha các anh chị ha, 6 ghế limousine nha. Thì chiếc này đi được 70.000 km rồi, full lịch sử hãng luôn. Hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 680 triệu. Các anh chị nhìn sơ nha. Rồi, xe này thì được sở hữu nước sơn là màu đen ha các anh chị ha, rất là rộng rãi, cực kỳ rộng rãi luôn. Đó, đây Tiền sẽ mở cho các anh chị nhà mình xem nội thất nha. Xe này thì một bên kia là cửa lùa điện ha, còn bên đây là cửa lùa nguyên zin các anh chị. Ở đây ghế, 6 ghế limousine ha, tông màu kem và tông màu đỏ đỏ các anh chị, cái này thuộc dạng đỏ nâu á. Rồi sàn thì sàn simili nè, trần thì trần nguyên bản, trên trần thì có trang bị cho mình thêm một cái màn hình nữa đó. Rồi xe này thì đời 2016 mà đi 70.000 thì đi cực kỳ ít ha các anh chị ha. Xe này thì full lịch sử hãng cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Nhìn sơ vào phần nội thất giúp Tiền nè, có trang bị cho mình màn hình đó. Xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng cho các anh chị luôn, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Nếu mà các anh chị đã ưng chiếc xe nào đó bên Tiền rồi thì bên Tiền có thể là hỗ trợ các anh chị là đưa xe ra hãng test ha. Thì cái gì cứ liên hệ với Tiền đi, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nha. Rồi để Tiền xem coi còn ở dưới đây còn xe nào 7 chỗ nữa không ha. Dưới đây là xe 5 chỗ, 5 chỗ thôi, 5 chỗ. Rồi bên đây nha các anh chị nha, một chiếc xe bên Tiền mới về nè. Đây. Outlander phiên bản 2 cầu, bản full đời 2018 mới đi có 38.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 798 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này thì được sở hữu nước sơn là màu nâu các anh chị. Màu nâu nhưng mà không phải nâu đậm đâu nha, màu này rất là đẹp. Có trang bị cho mình cảm biến lùi, cam lùi ha, biển số 60. 60 Đồng Nai nha các anh chị nha. Có dán phim, có ốp cho mình nè. Chén cửa nè. Đó, có cửa sổ trời ha. Ghế thì ghế da với tông màu đen rất là đẹp. Đó. Rồi. Nhìn sơ phần nội thất phía bên trên này giùm Tiền. Đó. Cái này xe này bên Tiền mới về nè. Bữa giờ các anh chị nào mà đang còn tìm cái dòng này thì hôm nay thấy cái video này thì nhớ gọi lại cho Tiền ha.
Bữa giờ các anh chị tìm nhiều lắm luôn á. Tí nữa nếu mà có thời gian là Tiền sẽ quay một cái video chi tiết xe để Tiền gửi cho những cái khách cũ của Tiền hồi đợt trước dặn á. Rồi, bây giờ mình đi tiếp qua giải bên đây luôn nha các anh chị nha. Đây. Một chiếc xe 7 chỗ nữa các anh chị. Xpander phiên bản 1.5 số tự động đời 2019. Xe này thì đi 30.000 km rồi. Thì hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 425 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu đen ha các anh chị ha. Nước sơn thì thấy cũng rất là mới nè, không có bị trầy xước gì hết á. Đó, các anh chị nhìn sơ giùm Tiền ha. Nước sơn thì thấy cũng rất là liền lạc nè. Xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6 lít tới 6 lít rưỡi các anh chị. Rất là tiết kiệm nhiên liệu ha. Anh chủ lên cho mình một bộ ghế da rồi nè, tông màu kem. Sàn thì sàn simili, trần thì trần nguyên bản các anh chị. Đó, đi 30.000 ha, đi cực kỳ ít luôn. Rồi, các anh chị nhìn sơ giùm Tiền ha, có trang bị cho mình màn hình nữa nè. Đó, nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì mình tranh thủ nha. Đợt bên Tiền chuẩn bị về thêm rất là nhiều luôn á. Đợt này bên Tiền chuẩn bị về thêm rất là nhiều các xe hot luôn á. Nếu mà các anh chị cần tìm mua một chiếc xe nào thì cứ liên hệ với Tiền đi, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp ra phía sau để coi còn những cái xe nào 7 chỗ nữa nha các anh chị nha. Rồi bên đây đi. 7 chỗ hả? Để Tiền xem. À bên đây nè, hơi đi hơi khó đi tí xíu nha các anh chị. Rồi bên đây. Đây, chiếc này ha các anh chị ha. Toyota Avanza phiên bản 1.5 số tự động đời 2019. Chiếc này thì Tiền không nhớ đi được tầm khoảng bao nhiêu nữa. Thì hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 495 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Nếu mà các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tiền thì sẽ biết là hôm trước bên Tiền có về một chiếc màu trắng đời 2020. Nhưng mà hiện tại chiếc đó Tiền đã bán rồi. Hôm nay Tiền còn một chiếc đời 2019 màu bạc này. Nếu mà các anh chị nào mình thích đó, thì mình tranh thủ nha. Đó, các anh chị nào mà hôm trước mua hụt chiếc 2020 kia thì có thể tham khảo được chiếc này ha. Chiếc này thì đi 24.000 nha các anh chị nha, 24.000. Đây, ghế nỉ nguyên zin đã được bọc trần, có camera hành trình cho mình nè, có màn hình ha. Đó, xe này thì được sở hữu nước sơn là màu bạc. Xe một chiếc xe đời cao, đời cao, giá mềm, vay được ngân hàng thì không thể bỏ lỡ xe này các anh chị. Rồi thì nãy giờ Tiền đã tổng hợp lại được hết tất cả những cái xe 7 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tiền rồi ha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc nào thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới nha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Và hiện tại bên Tiền cũng đang chuẩn bị về thêm những cái chiếc xe 7 chỗ máy dầu như là MUX nè các anh chị, MUX máy dầu số tự động đời 2016. Chiếc đó thì bên Tiền đang bán hình như với giá tầm khoảng là 645 triệu á. Và một số cái dòng xe 7 chỗ hot nữa. Nếu mà các anh chị cần tìm mua một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì cứ liên hệ với Tiền đi, thì sẽ tư vấn cho các anh chị nha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tiền ha. Đừng quên cho Tiền xin một like và một lượt đăng ký nha, để những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về thì các anh chị là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.